Hôm nay, bảy tổ kiểm tra của ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 tỉnh Hưng Yên đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức cho kỳ thi diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6 tại 32 điểm thi trên toàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tỉnh tới kiểm tra tại điểm thi trường Trung học phổ thông Dương Quảng Hàm và Trung học phổ thông Văn Giang. Tại các điểm thi, đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi như phòng thi Phòng bảo quản đề thi, bài thi, thiết bị camera an ninh giám sát, phòng cháy chữa cháy, phòng y tế, phòng chứa đồ của thí sinh tại điểm thi trường Trung phổ thông Văn Giang, đoàn kiểm tra yêu cầu nhà trường phải bố trí lại phòng bảo quản đề thi, bài thi, điều chỉnh phương án bảo quản đồ dùng cá nhân của cán bộ coi thi tại điểm thi Trung học phổ thông Dương Quảng Hàm, đoàn kiểm tra yêu cầu mỗi phòng thi bố trí một đồng hồ treo tường để tránh tình trạng gian lận thi cử thông qua thiết bị đồng hồ thông minh yêu cầu đội ngũ nhân viên phục vụ không được vào khu vực thi. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các điểm thi tiếp thu những đánh giá, nhận xét của đoàn kiểm tra, khẩn trương khắc phục những hạn chế, hoàn thiện công tác chuẩn bị trước ngày 25 tháng 6. Đồng chí cũng yêu cầu các nhà trường phải xây dựng phương án dự phòng, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cá nhân. Các điểm thi phải quán triệt cán bộ coi thi thực hiện đúng quy chế, có thái độ ứng xử phù hợp, tránh tạo áp lực cho thí sinh.